chương 231, rút củi dưới đáy nồi. Đòn tấn công này đến từ hướng nào vậy? Như ta nghe thấy nhìn thấy đồng bạn của mình bị tấn công, cuốn quyết nhìn bốn phía, nhưng không phát hiện ra bất kỳ ai cả, điều này khiến gã không khỏi hoảng sợ. Lũ kia! Nhìn đâu thế? Bố mày ở đây cơ mà. Lúc này, từ giữa không trung truyền đến một tiếng cười nhạo. Như ta nghe thấy theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy hai bóng người đứng thẳng trên tường, một thuật sĩ mũ xanh áo bào xanh một võ sư dáng vẻ non nớt các ngươi là ai như ta nghe thấy vô cùng kinh ngạc ném ra một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn lão phu là ông nội của ngươi thuật sĩ cười lạnh một tiếng pháp trượng chỉ ra sáu con ác ma xuất hiện từ giữa không trung điên cuồng bắn hỏa tiễn về phía đám người trong kết giới bẻ công con mẹ ngươi thằng chó xuân này chiếm ưu thế của ta xem ta có đẩy ngươi xuống không ký ngạo giận dữ nói một câu, ra vẻ như định đẩy xuống. Xuân Tường hoảng hốt vội nói, đừng nghịch đừng nghịch, mau chóng giải quyết chỗ này đã, viện binh của chúng sắp đến rồi. Hừ. Ký ngạo xoay người từ trên đầu tường nhảy xuống, một chân ưng đạp đá lên mặt như ta nghe thấy, như ta nghe thấy là một kỵ sĩ thủ hộ, dưới tình huống không có đồng đội, lực chiến đấu cũng không cao lắm. Làm sao so sánh được với thằng nhóc ký ngạo này? Hơn nữa còn có thêm danh kiếm đạo tuyết và Bắc Minh Hữu Ngư hỗ trợ, ba người một hiệp, đuổi như ta nghe thấy về khu hồi sinh. Kịch độc tân tinh là kỹ năng tấn công rất mạnh mẽ, độc dược của Xuân Tường lại là loại độc hiếm có, những người bị Xuân Tường giữ chặt lượng máu giảm xuống rất nhanh, lúc này lại có tiểu quỷ tấn công, trong nháy mắt như ta nghe thấy chết đi, mọi người trong kết giới cũng chết theo một cách quất tức. Trong cùng lúc đó, vô kỵ bên này cũng hút chết tươi chư pháp không tương đến điểm truyền tống giải quyết xong đám người kia mấy người toàn chân giáo nhanh chóng rời đi cùng lúc đó ở ngã tư bên cạnh nhất hoa nhất thế giới nhận được tin tức của như ta nghe thấy đang định chạy đến chi viện thì lại bị vương vũ chặn đường tục ngữ có câu kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai huy hiệu ở ngực vương vũ rõ ràng như thế đội người của nhất hoa nhất thế giới vừa nhìn thấy thì trong lòng vui mừng nhanh chóng sắp xếp thành trận hình nhất hoa nhất thế giới ở đâu vương vũ cũng không đi lên tấn công mà chỉ hỏi mọi người về tin tức của nhất hoa nhất thế giới nhất hoa nhất thế giới hơi híp mắt lại lạnh lùng hỏi ngược lại ngươi tìm hắn làm gì giết hắn hai chữ giết hắn này vừa thốt ra hai tay vương vũ vương về phía sau đột ngột kéo ra hai đạo tặc đang cầm dao găm trong tay ngay sau đó cổ tay vương vũ lật lại hai đạo tặc kêu lên một tiếng ối ối dao găm rơi vào tay vương vũ vương vũ cầm dao găm đâm ngược lại nhẹ nhàng vạch ra hai đường vòng cung lướt qua cổ hai đạo tặc thấy một cảnh như vậy trong lòng nhất hoa nhất thế giới hơi sợ hãi trước đó không lâu nhất hoa nhất thế giới từng nhìn thấy vương vũ ở trong doanh trại thập tự quân của thành hoang vu hai người vương vũ và minh đô bị người đuổi giết như chó nhà có tang ai có thể ngờ được chó nhà có tang lúc đó lại có thủ đoạn như vậy đạo tặc đang tìm hành mà cũng có thể lôi ra ngoài giết chết trong một giây thằng nhóc này không đơn giản đâu nhưng mà cho dù hắn có không đơn giản thế nào đi nữa cùng lắm cũng chỉ có một người mà thôi giết hắn nhất hoa nhất thế giới ra lệnh một tiếng ma pháp và mũi tên đều dồn dập bay ra chiến sĩ và kỵ sĩ cũng miệt mài lao đến vương vũ biến găng tay thành trạng thái côn phá vỡ ma pháp đập gãy mũi tên bóng côn bay tán loạn đánh cho chiến sĩ và kỵ sĩ người ngã ngựa đổ, sau đó cây gậy chống lên mặt đất, cả người bay đến trước mặt nhất hoa nhất thế giới. Người chính là nhất hoa nhất thế giới. Vương Vũ hung tận trừng mắt nhìn nhất hoa nhất thế giới hỏi. Là, là ta. Nhất hoa nhất thế giới thật thà gật đầu, dù sao cũng là thủ lĩnh của công hội lớn, trước mặt đám đàn em mà ngay cả thân phận của mình còn không dám thừa nhận, sau này nhất hoa nhất thế giới còn xông pha thế nào được nữa biết vì sao ta lại muốn giết ngươi không vương vũ hỏi vì ngươi là người của toàn chân giáo không hẳn như vậy vậy tại sao nhất hoa nhất thế giới cũng thật đáng yêu thật sự muốn đập nồi dìm thuyền hỏi đến tận cùng bởi vì ngươi khốn nạn trường côn của vương vũ vung lên chỉ vào cổ nhất hoa nhất thế giới đánh y thành vệt sáng trắng vẻ mặt mọi người của thiên đường cực lạc khá phức tạp không biết lúc này có nên ra tay đối phó Vương Vũ hay không. Nhưng Vương Vũ lại không để ý đến bọn họ, xoay người chạy về hướng doanh trại chiến sĩ. Người kia là muốn đi giết lão đại tiếp sao? Xem ra có lẽ vậy. Ai? Ta có một linh cảm chẳng lành. Sau khi người của thiên đường cực lạc trút lui khỏi ngõ hẻm, đám người Minh Đô chạy ra khỏi tiệm tạp hóa, sau đó tranh thủ cơ hội khi người của thiên đường cực lạc còn chưa bố trí canh phòng ở điểm truyền tống thành Nam Sông, phá vỡ phòng tuyến chui vào. Bên trong điểm truyền tống cực kỳ an toàn. Người của thiên đường cực lạc không thể thương tổn bọn họ, chỉ có thể chửi ầm lên như tát nước, nhưng mà đám người minh đô mặt dậy, bất kể người của thiên đường cực lạc mắng chửi như thế nào, họ cũng hoàn toàn không coi ra gì, hơn nữa ngược lại còn có ra vẻ sung sướng lân lân, khiến đám người kia thầm học máu đến điểm truyền tống rồi đi đâu đây minh đô hỏi trong kênh công hội vô kỵ trả lời bến cảng thành tây được ánh sáng lóe lên bốn người biến mất trong truyền tống trận người của thiên đường cực lạc trơ mắt nhìn bốn người biến mất không thể làm gì có rất nhiều khu vực truyền tống miễn là vừa vào đến truyền tống trận bốn người toàn chân giáo này coi như chim trốn ra khỏi lòng sắt mặc cho ai cũng không bắt được bến tàu thành tây mấy người vô kỵ xuân tường đã đợi từ lâu sau khi bốn người minh đô chạy đến thì vội vàng nói đi đâu bây giờ phải đi nhanh lên không vội vẫn còn thiếu một người nữa vô kỵ thản nhiên nói vô kỵ còn chưa dứt lời đã thấy một âm thanh ồn ào từ xa xa đến gần bến cảng một bóng người khỏe mạnh lấy tốc độ cực nhanh bay đến người đến chính là dương na vừa nãy dương na chính là người đầu tiên chết nhưng do người của thiên đường cực lạc có mai phục cho nên mới là người cuối cùng trốn ra khỏi khu hồi sinh được đến lúc đó điểm truyền tống đều đã bị người của thiên đường cực lạc chiếm giữ dương na không còn cách nào khác là bắt buộc phải chạy một mạch đến bến cảng sau lưng cô ít nhất có năm tiểu đội đi theo chi viện cho cô ấy vô kỵ bước ra khỏi điểm truyền tống ném một sợ hãi lên đầu của một người phía trước dương na những người khác theo sát phía sau dưới sự bảo vệ của nghề nghiệp cận chiến một đám khống chế một đám ma pháp Trực tiếp trải rộng Dọn sạch một con đường cho Dương Na Bất đắc dĩ số người của thiên đường cực lạc đông đảo Một vùng trống trải Vẫn có không ít chiến sĩ vọt lên Bao vây Dương Na Dương Na nhanh chóng chạy đến Đột ngột nhảy lên Đạp xuống thùng hàng bên cạnh Phi thân rơi xuống người một chiến sĩ Đằng sau đội ngũ của thiên đường cực lạc Đồng thời dùng bắp đùi kẹp lấy cổ chiến sĩ này Wow Nghề nghiệp cung thủ ăn mặc cũng khá táo bạo một chiêu quyến rũ như vậy của Dương Na, đám gia súc toàn chân giáo nhìn thấy mà máu huyết sôi sục. Ngay cả chiến sĩ bị kẹp chặt kia cũng trợn tròn mắt. Ta cũng muốn bị tấn công như vậy quá. Xuân Tường lẩm bẩm nói. Răng rắc. Ngay sau đó, hai tay Dương Na ôm chặt cổ người chơi này, bẻ mạnh một nhát, người chơi này trực tiếp bị bẻ thành vệt sáng trắng. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Xuân Tường. Từng ực. Ừ. Xuân Tường nuốt nước bọc một cái, lau mồ hôi lạnh nói, người đến đông đủ rồi, chúng ta đi đâu bây giờ? Thành Phạm La. Đi đến đó để làm gì? Mọi người kinh ngạc nói, Thành Phạm La là thành ranh giới xa nhất ở phía nam trong bản đồ, cách Thành Dư Huy đến bốn khu lớn. Rút củi dưới đáy nồi. Vô Kỵ thản nhiên nói, Chương 232, còn một kẻ không chạy. Chỉ trong một ngày đã chết đến hai lần, trong lòng nhất hoa nhất thế giới đã phẫn nộ đến cực điểm, gầm lên trong kênh công hội, tổ sư, ta cũng không tin, chúng ta mấy nghìn người còn không làm gì được mười mấy người chúng nó, mọi người truy nã toàn thành, tìm thấy người toàn chân giáo thì giết chết không cần hỏi. Người của thiên đường cực lạc nhận được tin nhắn của nhất hoa nhất thế giới thì đều biểu môi. Mười mấy người này rốt cuộc khó đối phó đến mức nào, tin tưởng tất cả mọi người của thiên đường cực lạc đều đã từng nhìn thấy rồi mấy nghìn người đối phó mười mấy người chính diện giết chết một đám người toàn chân giáo đương nhiên không thành vấn đề nhưng mà mấy tên kia trốn đông trốn tây phát huy chiến tranh du kích đến trình độ cao nhất hơn nữa một đội ngũ mấy chục người bình thường còn chẳng làm gì được bọn chúng thành dư huy lớn như vậy muốn bắt họ lại quả thật còn khó hơn lên trời lão đại người của toàn chân giáo chạy mất rồi lúc này người chơi của thiên đường cực lạc canh giữ ở bến cảng báo cáo trong kênh công hội chạy rồi thật hay giả nhất hoa nhất thế giới hỏi thật sự chúng ta trơ mắt nhìn chúng lên phi thuyền có lẽ trong chốc lát sẽ không quay lại nữa đâu người cùng canh giữ với người chơi này cũng nhao nhao nói chạy sao nhất hoa nhất thế giới nghe thấy tin tức này tâm tình lúc này mới hơi khá hơn một chút mặc dù không tiêu diệt được hết tất cả mọi người trong toàn chân giáo nhưng mà đuổi được bọn họ chạy đi vậy cũng coi như thắng lợi thật ra từ xế chiều khi bắt đầu đuổi giết người của toàn chân giáo đến nay thiên đường cực lạc vốn không chiếm được chút ưu thế gì trong lòng nhất hoa nhất thế giới cũng hơi hối hận dù sao thiên đường cực lạc là một công hội lớn mấy nghìn người tranh chấp với một công hội chỉ có mười mấy người thắng cũng không vinh quang mà thua thì lại càng mất mặt bây giờ thấy người của toàn chân giáo bỏ chạy trong lòng nhất hoa nhất thế giới lại có một loại cảm giác giống như trút được gánh nặng không chỉ nhất hoa nhất thế giới sau khi những người khác của thiên đường cực lạc nghe thấy tin tức này nhất thời áp lực cũng giảm đi vì đám người toàn chân giáo kia ngay cả ba mươi tết mà mấy người chơi của thiên đường cực lạc cũng không trôi qua thoải mái được lúc này người của toàn chân giáo vừa rút lui mọi người sảng khoái giống như được ăn hai cân sủi cảo loại đê tiện kia bị chúng ta bao vây đến hoảng rồi đó nhất định là như vậy bị nhiều người đuổi giết như thế nếu là ta ta cũng sẽ sợ hãi thôi ngươi nói xem chỉ có một đám sợ đến đau trứng như vậy người của liên minh huyết sắc lại thành ra như thế kia xem ra huyết sắc chiến kỳ già thật rồi người của thiên đường cực lạc bắt đầu tự biên tự diễn đồng thời còn không quên khinh bỉ liên minh huyết sắc một chút nhất hoa nhất thế giới lại càng kiêu ngạo gửi tin nhắn cho liên minh huyết sắc ha ha, lão chiến, toàn chân giáo bị chúng ta đuổi nên bỏ chạy rồi. Thế nào? Ngươi bỏ lỡ một cơ hội tốt rồi. Vẻ đắc ý của nhất hoa nhất thế giới lộ ra rất rõ ràng, không phải liên minh huyết sắc các ngươi trâu bò lắm sao? Ở thành dư huy lại bị một hội nhóm nhỏ mười mấy người chèn ép đến mức không ngẩng đầu lên được, hôm nay những người trên đầu các ngươi bị chúng ta đuổi chạy đi rồi, ai cao ai thấp, xem ra cũng không cần so đo nữa. Huyết sắc chiến kỳ nhận được tin nhắn của nhất hoa nhất thế giới, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hung hăng mắng thầm, đệt mẹ nó, đám trác rưỡi toàn chân giáo kia, tại sao lại không đối phó với thiên đường cực lạc đần độn kia giống như khi đối phó với bọn ta hả? Trong lòng huyết sắc chiến kỳ có uất ức hơn nữa. Ngoài miệng cũng không thừa nhận là mình sợ hãi, nói, ha ha, hoa hội trưởng thật sự có một trận chiến lớn đó, mấy nghìn người bao vây mười mấy người, cũng chết không ít người nhỉ nghe chiến sĩ công hội chúng ta nói, ở khu hồi sinh nhìn thấy ngươi hai lần đấy. Mẹ nó. Nhất hoa nhất thế giới thầm mắng một tiếng, mặt dày mày dạng nói, có chiến tranh thì phải có hy sinh, ta làm lãnh đạo quả thật cũng áp lực nặng nề lắm, có điều đám người kia đi rồi, liên minh huyết sắc các ngươi cuối cùng cũng có thể thẳng lưng làm người được rồi đó. Ha ha. Mẹ. Tư thái người thắng của nhất hoa nhất thế giới kia khiến huyết sắc chiến kỳ ngoại nghiến răng nghiến lợi ra cũng không còn lời gì để nói. Đành phải oán hận đóng khung cha Thấy huyết sắc chiến kỳ không nói gì nữa, nhất hoa nhất thế giới đắc ý cười một tiếng, thích thú gửi tin nhắn trong kênh công hội nói Ha ha, đầu xuân năm mới, chúng ta tiêu diệt được toàn chân giáo, thật sự là lòng già hả hê, đợi một lát nữa ta sẽ mời các anh em đi uống rượu. Tin nhắn của nhất hoa nhất thế giới vừa được gửi xong đột nhiên một giọng nói rất quen tai vang lên. Ha ha, ngươi vui mừng chuyện gì thế? Chúng ta vẫn chưa xong đâu đấy. Là ngươi. Nhất hoa nhất thế giới ngẩng đầu nhìn lên, sợ hãi đến suýt nửa ngã ngồi trên mặt đất, chỉ thấy ngay phía trước hắn ta. Một võ sư đang cười hiếp mắt nhìn mình, võ sư này thân thể cao lớn cường tráng, không phải vương vũ thì còn ai vào đây? Hi hi, là ta. Vương vũ cười hi hi, Bắp cổ nhất hoa nhất thế giới, ấn y ngã xuống đất, sau đó một chân đạp lên đầu nhất hoa nhất thế giới, dẫm y thành một vệt sáng trắng. Nhất hoa nhất thế giới quay về khu hồi sinh lần nữa, điên cuồng gào thét trong kênh công hội, mọi người không được thả lỏng, còn có một người chưa đi, mọi người nhanh chóng tìm ra hắn cho ta, giết hắn một trăm lần cho hả giận. Này, ngươi đang làm gì thế? Đúng lúc này, giọng nói tự như cơn ác mộng kia lại vang lên bên tai nhất hoa nhất thế giới lần nữa vừa nãy nhất hoa nhất thế giới đứng cách doanh trại chiến sĩ không xa cho nên vương vũ rất nhanh đã đuổi theo đến nơi rồi nhất hoa nhất thế giới giật cả mình hoảng hốt nói ai cần ngươi lo ngươi định làm gì hả chẳng lẽ ngươi còn định giết ta ngay trong khu hồi sinh nữa hay sao tuy khu hồi sinh là khu vực an toàn nhưng mà nhất hoa nhất thế giới đã chết trong tay vương vũ hai lần khó tránh khỏi có chút hoảng loạn cùng lúc đó nhất hoa nhất thế giới lại gửi tin nhắn trong kênh công hội mau đến doanh trại chiến sĩ người kia ở đây ngươi có bị ngu hay không vậy ở khu hồi sinh sao có thể giết người được chứ vương vũ cười híp mắt nói nhất hoa nhất thế giới thở một hơi dài nhẹ nhõm xem ra thằng nhóc này có trâu bò hơn nữa cũng không thể khiêu chiến thiết lập của đại thần hệ thống nhưng mà một giây sau nhất hoa nhất thế giới đã phải rơi lệ đầy mặt vì vương vũ chỉ vào hai npc vệ binh bên cạnh khu hồi sinh nói kéo người kia ra ngoài cho ta. Sẵn lòng cống hiến sức lực vì dũng sĩ. Hai vệ binh chào vương vũ theo kiểu nhà binh, một chiêu xung phong xông vào khu hồi sinh, lại một chiêu va chạm, đánh nhất hoa nhất thế giới bay ra ngoài. Vương vũ hai tay duỗi ra, vương tay bắt được hắn ta, ầm ầm, hai chiêu lên gối, đánh chết nhất hoa nhất thế giới ngay tại chỗ. 20 giây sau, nhất hoa nhất thế giới bị ép buộc sống lại, theo bản năng rút vào góc tường, chỉ vào vệ binh kêu lên ta muốn kiện các ngươi loại chỉ số thông minh như vệ binh làm sao nghe hiểu được hắn ta đang nói cái gì chỉ ngơ ra nhìn vương vũ đợi vương vũ ra lệnh lần nữa làm như vậy là gian lận ngươi có biết không hả sẽ bị ban nít nhất hoa nhất thế giới khủng hoảng chỉ ngón tay vào vương vũ đối với người ngoài như nhất hoa nhất thế giới mà nói hành vi có thể chỉ huy npc giúp mình giết người này quả thật chính là sự kiện ma quái người bình thường lần đầu tiên gặp phải đều sẽ rất khó mà chấp nhận được vương vũ cười ha ha nói vậy ngươi tự ra đây đánh với ta ngươi đợi đấy ta sẽ ra ngay nhất hoa nhất thế giới đi về phía trước hai bước làm bộ như chuẩn bị va chạm vương vũ cười khẽ chân trái đột nhiên đạp về phía sau một thích khách đột nhiên bị đá ra biến thành một vệt sáng trắng sau đó vương vũ thuận thế lăn mình về phía trước một vòng lăn vào khu hồi sinh Chương 233, Người khủng bố nhất toàn chân giáo Vương Vũ chân trước vừa lăn vào khu hồi sinh, người của thiên đường cực lạc đã lập tức bao vây lại phía sau, ngăn chặn doanh trại chiến sĩ chặt chẽ không một kẻ hở. Mẹ nó, chỉ thiếu chút xíu nữa. Nhất hoa nhất thế giới tiếc nuối nhìn mọi người, buồn bực nói. Y tuyệt đối không ngờ đến, Vương Vũ vậy mà cảnh giác đến thế, ngay cả kẻ địch ở sau lưng cũng có thể cảm giác ra được. Người không thành thật, vương vũ đưa ngón trỏ ra lắc lắc trước mặt nhất hoa nhất thế giới nói đã nói là đấu một mình cơ mà nhất hoa nhất thế giới hư nói hư ông đây nhiều người như vậy dựa vào cái gì phải một mình đấu với ngươi rất có lý có điều các ngươi đông người như vậy cũng chẳng có tác dụng gì họ vẫn không giết được ta như trước thôi vương vũ cười nói nhất hoa nhất thế giới cười lạnh nói ha ha ngươi chỉ có một mình chúng ta có đến mấy nghìn người thay phiên nhau chém giết ngươi, ta cũng không tin ngươi có thể ra khỏi đây được, từ nay về sau, game này ngươi cũng không cần chơi nữa. Thật phách lối quá nhỉ. Vương Vũ hơi sững sờ nói với nhất hoa nhất thế giới, cũng có người từng nói với ta như vậy, bây giờ hắn ta đã không còn lăn lộn ở thành này nữa. Không tin ngươi cứ thử một chút xem. Nói xong. Nhất hoa nhất thế giới ra mệnh lệnh, chiến sĩ khiên thuẫn của thiên đường cực lạc đứng thành mấy hàng, tất cả cùng nâng khiên lên, dựng thẳng phía trước trận hình. Trong tình huống người chơi không chủ động tấn công vệ binh, vệ binh không thể thương tổn tính mạng của hắn ta, chiến sĩ khiên thuẫn lại là nghề nghiệp có khả năng phòng ngự cao nhất trong trọng sinh, khi mấy trăm chiến sĩ khiên thuẫn dựng thẳng khiên lớn, cho dù là vệ binh, e ngại thiết lập mà hệ thống đặt ra, trong chốc lát cũng không tìm ra cách phá được trận hình. Ha ha! Vương Vũ nhìn xung quanh liếc mọi người một cái, thả người nhảy lên dẫm lên vách tường muốn leo lên nóc phòng hôm nay người của thiên đường cực lạc đã chịu thiệt từ trên nóc nhà quá nhiều rồi cho nên họ phòng ngự vô cùng nghiêm ngặt đối với một chiêu này vương vũ vừa mới nhảy lên nóc nhà nhóm cung thủ đã bắn lên nóc phòng ở trong khu hồi sinh vương vũ sẽ không bị thương tổn nhưng mà nóc nhà lại không thuộc phạm vi của khu hồi sinh vương vũ thấy thế cảm thấy hoảng hốt vội vàng xoay người trở về ý định ban đầu của vương vũ là từ nóc nhà rời đi theo không trung ai ngờ người của thiên đường cực lạc đã đề phòng cẩn thận từ lâu hai bên nóc nhà không phải phạm vi của khu vực an toàn cung thủ của thiên đường cực lạc có đến mấy trăm người lúc này vạn tên cùng bắn cho dù là siêu nhân cũng sẽ bị bắn cho dính lên tường cho nên chỉ có ở khu vực bầu trời bên trên khu hồi sinh thì mới có thể bảo đảm không chết nói cách khác vương vũ muốn chạy thoát thân chỉ có một cách nhảy lên đầu tường đầu tường cũng không giống như phòng ốc bình thường được Thành dư huy được thiết kế theo kiểu của châu Âu thời trung cổ, tường thành ít nhất cũng cao 15, 16 mét, tất cả kỹ năng di chuyển mà Vương Vũ có thể sử dụng, cùng lắm cũng chỉ bay lên được đến độ cao khoảng 10 mét mà thôi. Húng hồ vì nửa đường đổi lực, sức lực ban đầu của Vương Vũ cũng từ từ mất đi, thân thể lại từ từ hạ xuống. Hay. Giữa không trung, Vương Vũ cắn răng một cái, đánh ra một chiêu tịch chi dược thiên, nháy mắt lại tăng lên 5 mét cách đầu tường còn có 8, 9 mét. Đúng lúc này, trong tay Vương Vũ đột nhiên xuất hiện thêm hai thanh kiếm dài, Vương Vũ lật tay cắm xuống, một thanh kiếm cắm vào hốc tường, sau đó thân thể lộn một vòng, đứng lên trên, sau đó tay kia cắm kiếm, xoay người nhảy lên lần nữa, đồng thời khởi động cầm vân thủ, kéo thanh kiếm kia lên. Lặp lại như vậy nhiều lần. Vương Vũ ở trước mặt bao nhiêu người, dẫm hai thanh kiếm, nhảy lên đầu tường. Đây, đây là cách làm gì vậy người của thiên đường cực lạc sắp khóc đến nơi rồi toàn chân giáo cuối cùng là một đám quái thai kiểu gì chứ có thể bay có thể nhảy còn chưa tính còn biết làm xiết nữa có để cho người ta sống nữa hay không hả ngươi chờ đó cho ta vương vũ nhảy lên đến đầu tường vung vung nắm đấm hung hăng trừng mắt nhìn nhất hoa nhất thế giới một cái xoay người rời đi nhất hoa nhất thế giới vậy mà bị dọa quá mức rồi nhất là sau khi thấy vương vũ lộ ra chiêu thức kia y đột nhiên cảm thấy ở trong vòng bảo vệ của mấy nghìn người cũng không có chút cảm giác an toàn gì cả đuổi theo hắn cho ta tuyệt đối không được để hắn quay lại lần nữa nhất hoa nhất thế giới cực kỳ sợ hãi lúc này trong lòng y chỉ có một suy nghĩ là làm cách nào ngăn chặn được vương vũ ở võ đạo quán võ đạo quán có nóc phòng vương vũ không bay được phải như vậy y mới hoàn toàn an toàn Mọi người nhận được mệnh lệnh, để lại mấy chục người bảo vệ nhất hoa nhất thế giới, những người còn lại chia ra lần nữa, truy nã vương Vũ toàn thành. Người của Thiên Đường Cực Lạc vừa mới tản ra chưa đến 5 phút. Nhất hoa nhất thế giới lại nghe thấy giọng nói đáng sợ kia. Các ngươi bắt hắn lại chém chết cho ta. Bằng lòng cống hiến sức lực vì dũng sĩ. Mẹ nó. Ánh sáng trắng lóe lên, nhất hoa nhất thế giới lại chết lần nữa lần này nhất hoa nhất thế giới không chết vô ích, quần áo bị vương vũ lột sạch, nhất hoa nhất thế giới cả người trần truồng nấp trong khu hồi sinh, trơ mắt nhìn vương vũ người ta ở giữa vòng vây mấy chục người, mở ra một con đường máu, chạy thoát. Nhất hoa nhất thế giới nấp trong khu hồi sinh, không nói được câu nào. Sợ hãi và nhục nhã chầm chậm chậm dâng lên trong lòng. Lúc này y cuối cùng cũng hiểu được, vì sao huyết sắc chiến kỳ thân là hội trưởng của một trong mười ban hội đứng đầu toàn server, nhắc đến toàn chân giáo lại có vẻ mặt sợ hãi như vậy lúc này y cũng hiểu được vì sao huyết sắc chiến kỳ thà rằng bị người xem thường thà rằng để anh em nhà mình chịu ấm ức cũng không đi trêu chọc đến toàn chân giáo lúc này y hoàn toàn hiểu được tại sao khi đó trên mặt đám thành viên nồng cốt của liên minh huyết sắc kia lại xuất hiện nụ cười lạnh đám người đê tiện kia tuy khó dây dưa nhưng mà vẫn còn có người bình thường có thể ngấm ngầm làm chút chuyện khiến người ta chán ghét mà người lúc này còn đáng sợ hơn 180 lần tất cả người của toàn chân giáo cộng lại. Mấy chục người không đánh lại hắn, mấy nghìn người không chặn được hắn. Đến không thấy bóng dáng, đi không để lại dấu vết, loại người này hoàn toàn có khả năng đánh cho mục tiêu của hắn trở về cấp 1 trước khi hắn ta bị bắt. Ngươi hoàn toàn không biết chút gì về sự khủng bố của toàn chân giáo cả. Nhất Hoa nhất thế giới nhớ lại lần nữa, huyết sắc chiến kỳ đã từng có lời khuyên bảo cảnh cáo mình chẳng lẽ đây chính là chỗ kinh khủng nhất của toàn chân giáo sao? Nhất hoa nhất thế giới mất hồn. Trên phi thuyền đến thành Phạm La, sau khi mọi người toàn chân giáo nghe xong kế hoạch của Vô Kỵ, trong lòng đều hít sâu một hơi, cảm thán sự ngoan độc của Vô Kỵ. Chỉ có bác Minh Hữu Ngư, trong lòng vô cùng hưng phấn, lão đại Vô Kỵ, chúng ta thật sự có thể thành công sao? Trong những người toàn chân giáo, Bắc Minh Hữu Ngư oán hận thiên đường cực lạc sâu sắc nhất, Nhớ ngày đó hắn ta cũng là một hội trưởng, chính là vì thiên đường cực lạc này, khiến hắn ta hai bàn tay trắng, nhét nhát như chó nhà có tan. Hôm nay nghe nói có thể khiến thiên đường cực lạc hoàn toàn tan rã, bắc minh hữu ngư kích động đến nước mắt lưng trong. Vô kỵ cười nói, đương nhiên. Mọi người của thiên đường cực lạc bây giờ đang xoay quanh thiết ngưu, trong chốc lát không thể rời khỏi thành dư huy được, chúng ta không có trở ngại gì, nhất định có thể trước khi họ quay về, giải quyết xong chuyện này nhưng mà họ có đến mấy nghìn người cơ mà, ôi chao, lão ngư có làm được không đó? Bắc Minh Hữu Ngư lo lắng hỏi. Bắc Minh Hữu Ngư vậy nhưng là một người chơi dày dặn kinh nghiệm rồi, hắn ta vẫn chưa từng nghe thấy có ai có thể một mình đối mặt với mấy nghìn người bao vây chặn đánh cả. Minh Đô nghe vậy, cười ha ha đi tới, chỉ vào Dương Na bên cạnh hỏi Bắc Minh Hữu Ngư, cô gái này có đẹp không? Bắc Minh Hữu Ngư nhìn thoáng qua mũi tên của Dương Na đang chỉ vào mình. Cuống quýt gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Minh Đô híp mắt nói, ngươi có thể nghi ngờ gương mặt của cô ấy, cũng có thể nghi ngờ ánh mắt của ngươi, nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ sức mạnh của lão ngưu, biết chưa? Chương 234: Tặng quà cho thiên đường cực lạc. 30 Tết vốn nên là thời gian cả nhà sum họp xem tiết mục cuối năm, đám người chơi của Thành Dư Huy lại gần như không có ai ngồi trước tivi, vì họ biết rằng, trong game có tiết mục còn đặc sắc hơn. Trong đám người đông nghìn nghịt đứng đầy đường phố khu hồi sinh kia, không riêng gì thành viên của thiên đường cực lạc, còn có những người chơi khác của thành dư huy. Người của thiên đường cực lạc dặn co ở thành dư huy cả đêm, lại bao vây khu hồi sinh, ngăn cản điểm truyền tống cuộc sống thường ngày của người chơi bình thường thành dư huy về cơ bản đã bị quấy nhiễu vì công hội đứng đầu thành dư huy đang bị đuổi giết hai công hội lớn khác không có vẻ gì sẽ ra tay can thiệp đám người chơi tuy giận nhưng cũng không dám nói gì với thiên đường cực lạc cho nên lúc này người chơi nghe nói lão đại của thiên đường cực lạc bị người ta liên tục giết chết nhiều lần sau đó ngay cả quần áo cũng bị lột sạch trong lòng vô cùng phấn khởi đều sôi nổi chạy đến hóng chuyện nhất thời cả con đường tấp nập người chơi, hơn 2.000 người của thiên đường cực lạc, trong biển rộng nhân dân, cũng không nhìn được lộ ra vẻ yếu thế. Có người chơi vừa mới đăng nhập không hiểu chuyện gì. Nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng sợ hết hồn, vội vàng hỏi thăm xem là chuyện gì xảy ra. Vì vậy mọi người nói cho hắn ta biết, thiên đường cực lạc đã đánh nhau với người ta, bị người ta cản đường ở khu hồi sinh. Hôm nay công hội có thể hoàn toàn áp đảo thiên đường cực lạc về số lượng, chỉ có một mình tung hoành thiên hạ trong truyền thuyết thôi chỗ nào thế toàn chân giáo mẹ nó thật hay giả cao thủ của toàn chân giáo đều đến rồi sao tám người bao vây nhiều người như vậy cũng thật đủ ngang ngược toàn chân giáo ở trong suy nghĩ của người chơi thành dư huy chính là sự tồn tại giống như truyền thuyết họ ngay cả tung hoành thiên hạ cũng có thể đẩy lui được đánh lại thiên đường cực lạc cũng hợp tình hợp lý nào có chỉ có một người thôi. Một người chỉ chỉ vương vũ đang đứng trên tường thành ông cánh tay đối mặt với người của thiên đường cực lạc nói. Mẹ nó, kia có phải là đại thần thiết ngưu không? Thật sự là quá trâu bò rồi. Mọi người lại ồ lên lần nữa, một người ngăn chặn hơn 2.000 người ở khu hồi sinh, loại chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ đến này, vậy mà lại xảy ra ngay trước mặt họ, game này thật đáng để chơi, sau này ra ngoài uống rượu cũng có cái để khoác lát rồi cảm giác bị nhiều người bao vây như vậy cũng không dễ chịu gì, người của thiên đường cực lạc một lần muốn đăng xuất, nhưng mà hơn 2.000 người bị một người dọa cho sợ đến mức đăng xuất, nếu việc này truyền ra ngoài, thiên đường cực lạc sau này chỉ sợ cũng không có cách nào làm người được nữa rồi, cho nên đám người chơi của thiên đường cực lạc, một đám kiên trì đến cùng, ngồi sống ở đây, sợ bị người ta quay chụp được. Vương Vũ ngồi sống trên đầu tường, nhìn nhiều người chơi coi chừng nhất hoa nhất thế giới như vậy, cũng không dám đi xuống, chỉ đành phải kêu lên ở trên tường, các ngươi chơi xấu như vậy là không được đâu. Có dám ra ngoài không hả? Người của thiên đường cực lạc nhướng mày, giả vờ như không nghe thấy. Mà quần chúng vây xem lại cười lớn thêm lần nữa, tổ sư, người của thiên đường cực lạc thật sự là sợ hãi quá rồi, người ta một mình khiêu chiến ở bên ngoài mà cũng không dám ra, còn dám nói mình là công hội lớn sao. Huyết sắc chiến kỳ cũng ở trong đám người chơi, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không nhìn được thương hại nhất hoa nhất thế giới, cũng không phải vì hắn ta lòng dạ lương thiện, mà là cùng bệnh thì đồng cảm. Huyết sắc chiến kỳ là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác tâm tình của nhất hoa nhất thế giới lúc này. Vương Vũ lại ngồi sổng xuống trên đầu tường một lúc, cuối cùng cũng hơi không kiên nhẫn, sắp 12 giờ đến nơi rồi, các ngươi còn ngồi ở đây à? Ai cần ngươi lo? Nhất hoa nhất thế giới ngửa đầu giận dữ nói. Vậy các ngươi tiếp tục ngồi đi nhé ta đang xuất đây. Vương Vũ vừa nói dứt câu, đã nhảy xuống đầu tường. Người của thiên đường cực lạc thấy Vương Vũ rời khỏi, lúc này lập tức thu lại tâm trạng khẩn trương, đang định rút lui thì nhất hoa nhất thế giới hoảng sợ nói, tuyệt đối không được, thằng nhóc đó nhất định là đang có bẫy, đợi lát nữa đã. Quả nhiên. Vương Vũ rời đi còn chưa đến 5 phút, đã quay trở lại. Nhất hoa nhất thế giới cắn răng mắng, mẹ nó, không phải ngươi đã cút rồi sao, Tại sao còn quay về? Vương Vũ cười nói, "Lần này ta không đến để giết ngươi, lão đại của chúng ta nhờ ta gửi lời cho ngươi nói, lát nữa sẽ có một món quà năm mới muốn tặng cho ngươi." Nói xong, Vương Vũ lại rời đi, chỉ để lại người chơi của Thiên Đường Cực Lạc bối rối, còn có quần chúng vây xem vẻ mặt không hiểu ra sao. Quà tặng năm mới? Quà tặng năm mới gì cơ? Mọi người của Thiên Đường Cực Lạc ngây ngẩn cả người chẳng lẽ đám người của toàn chân giáo đều là bị hành hạ đến phát điên rồi? Bị đuổi giết cả một đêm, còn bị đuổi giết đến mức có khoái cảm nữa a. À? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong ngoài khu hội sinh bàn tán, đoán rằng người của toàn chân giáo đến cùng sẽ đưa tặng món quà gì cho nhất hoa nhất thế giới. Thành Phạm La là thành chính lớn nhất của khu 14 phía Nam, đồng thời cũng là nơi căn cơ của thiên đường cực lạc. Thành Phạm La cũng không có loại biến số như toàn chân giáo. Thiên đường cực lạc là một trong 10 công hội lớn nhất server, không có kẻ thù gì, rất tự nhiên trở thành công hội lớn nhất thành Phạm La, đồng thời họ cũng là số ít một trong những công hội có trụ sở. Thông báo, công hội toàn chân giáo phát động công hội chiến với công hội thiên đường cực lạc, cuối cùng ai mới thật sự là bá chủ, chúng ta hãy mỏi mắt chờ xem. Thông báo liên tục nhấp nháy ba lần, lúc này tất cả người chơi trong game đều sôi trào. Toàn chân giáo sao? chính là toàn chân giáo của thành dư huy kia sao? Sao họ lại tuyên chiến với thiên đường cực lạc rồi hả? Hai công hội cách xa tích tắp cơ mà, chẳng lẽ cũng xảy ra tranh chấp được sao? Nghe tên đã thấy một người là đạo gia, một người là Phật gia, không phải tranh chấp tín ngưỡng sao? Nói linh tinh, Trung Quốc chúng ta sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Hình như ta nghe nói buổi tối hôm nay thành dư huy bên kia không yên ổn, thiên đường cực lạc phát động tất cả thành viên tham gia, đầu tiên là đánh với liên minh huyết sắc một trận sau lại đuổi giết toàn chân giáo bộ dạng như muốn thống nhất thành dư huy vậy có mấy người chơi dạo diễn đàn ít nhiều biết được chút tin tức chật chật toàn chân giáo hình như không có mấy người đâu kiểu đánh hạ lô cốt công hội này làm sao họ dính chút ánh sáng gì được công hội chiến chỉ có giữa các công hội có trụ sở mới có thể phát động với nhau một khi đánh nhất định phải đột phá ngay chính diện không được đánh du kích gì cả hai phe sức mạnh chênh lệch nhau xa như vậy người của toàn chân giáo có trâu bò hơn nữa cũng tuyệt đối không thể đánh thắng được thiên đường cực lạc cái này ai mà biết được dù sao những người toàn chân giáo kia vẫn luôn thích làm ra những chuyện đột ngột khiến người ta sợ hãi các người chơi của thành dư huy cũng nhìn thấy thông báo của hệ thống huyết sắc chiến kỳ lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn nhất hoa nhất thế giới một cái trong lòng thầm khen thưởng sự sáng suốt trước đây của mình Quyết Sắc Chiến Kỳ và Toàn Chân Giáo cũng không phải mới tiếp xúc ngày một ngày hai. Đối với mấy tên có thù tất báo này, cũng có hiểu biết, nhưng hắn ta chẳng thể nghĩ tới, người của Toàn Chân Giáo vậy mà lại lựa chọn vào lúc này đến tấn công trụ sở công hội của Thiên Đường Cực Lạc. Tuy Thiên Đường Cực Lạc là công hội lâu năm, bên trong công hội phần lớn là người chơi dày dặn kinh nghiệm, trụ sở công hội gì đó chẳng qua chỉ là một dấu hiệu mà thôi, công hội bị diệt, trong giây phút là có thể xây dựng lại lần nữa. Nhưng mà danh vọng của Thiên Đường Cực Lạc tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, đồng thời một số lượng lớn nhân tài cũng sẽ rời đi. Nhất là bây giờ tất cả mọi người đều biết rõ. Toàn chân giáo chẳng qua chỉ là một công hội nhỏ mười mấy người mà thôi. Thiên Đường Cực Lạc, xong thật rồi. Chương 235: Đầu trọc không sợ bị nắm tóc. Khi người chơi của server bàn tán âm ỉ, đám người chơi của thiên đường cực lạc hoàn toàn lâm vào thế tuyệt vọng, họ vậy mà quên mất toàn chân giáo cũng có trụ sở công hội. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, rút củi dưới đáy nồi. Đám người toàn chân giáo này thật sự là quá ác rồi. Hiện tại ngay cả một người của thiên đường cực lạc ở thành Phạm La cũng không có, những người chơi của thiên đường cực lạc hiện đang ở thành Dư Huy này cho dù có quay về, nhanh nhất cũng phải mất 40 phút đồng hồ mới có thể về đến thành Phạm La. Dưới tình huống không ai ngăn cản, 40 phút đồng hồ cũng đã đủ cho người của toàn chân giáo đánh xuyên qua trụ sở công hội rồi. Nhất hoa nhất thế giới choáng váng đầu óc. Y rút trong góc tường, không biết phải miêu tả tâm trạng của mình như thế nào. Vốn cho rằng người của toàn chân giáo đột ngột trời đi là vì bọn họ sợ nên muốn chạy trốn, ai ngờ người ta vậy mà đi thẳng về mốc lốp nhà mình. Mà y thì sao? 40 phút rõ ràng có thể làm được rất nhiều chuyện, dưới tình huống không người đóng giữ, mấy nghìn người của mình muốn đi tiêu diệt toàn chân giáo chẳng qua cũng là chuyện trong giây lát mà thôi. Tuy nhiên lại bị một người của toàn chân giáo, kiềm chế tất cả mọi người ngây ngốc ở đây mất 40 phút. Lão đại, làm sao bây giờ? Người chơi của thiên đường cực lạc đều rối rít hỏi nhất hoa nhất thế giới. Nhất hoa nhất thế giới dù tuyệt vọng đến mức nào, cũng biết y là người đáng tin cậy của công hội này, nếu như y còn không tỉnh táo lại công hội sẽ hoàn toàn sụp đổ rồi đầu hàng đi nhất hoa nhất thế giới thở dài một hơi nói đầu hàng mọi người khó hiểu nhất hoa nhất thế giới nói lão nam không phải ngươi có quen biết với người của toàn chân giáo sao liên hệ với hắn ta đi được rồi nam diêm phù đề hơi thở mong manh hừ một câu trận chiến này tuy nói là bị toàn chân giáo đặt bẫy nhưng có nói thế nào cũng đều do Nam Diêm Phù Đệ gây ra, đi đến một bước này, trong lòng Nam Diêm Phù Đệ còn khó chịu hơn bất kỳ ai khác. Thành Phạm La, trụ sở công hội của Thiên Đường Cực Lạc, một đám người toàn chân giáo đã vào đến phòng bạn bạc, đang điên cuồng đập vỡ thủy tinh công hội của khu hồi sinh công hội. Đột nhiên danh kiếm đạo Tuyết nói, "Vô Kỵ, nhất hoa nhất thế giới nói bằng lòng nhận thua. Để hắn ta thể hiện chút lòng thành đi." Vô Kỵ cũng không ngẩng đầu lên, Tiếp tục đánh thủy tinh. Lòng thành. Nhìn thấy câu trả lời của danh kiếm đạo tuyết, nam diêm phù đề sửng sốt. Nói cho bọn họ biết, năm nghìn vàng. Nhất hoa nhất thế giới nói. Năm nghìn vàng, đặt ở hiện tại tuyệt đối là một số lượng lớn, toàn chân giáo tổng cộng có 15 người, chia đều ra, mỗi người được hơn 300 đấy, trong giai đoạn hiện nay, có hơn 300 vàng cũng đã là phú ông rồi. Hai mươi nghìn bảo nhất hoa nhất thế giới kết bạn với ta, hai chúng ta bàn bạc. Bà. Vô kỵ cười lạnh một tiếng, không do dự chút nào đưa ra cái giá của mình. 20.000 Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Sau khi kết bạn với vô kỵ, nhất hoa nhất thế giới nổi giận đùng đùng hỏi. Ngươi cảm thấy công hội của ngươi không đáng giá với số tiền này sao? Vô kỵ nói, thuận tiện nói cho ngươi biết, việc làm này của chúng ta gọi là vơ vét tài sản. Hừ, 20.000 thế nhưng là gần 20 triệu nhân dân tệ. Nhất hoa nhất thế giới lạnh lùng nói. Các ngươi có nhiều người như thế, một người 10 vàng là đã đủ rồi, lần này chúng ta tổn thất cũng không nhỏ, ngươi có biết chúng ta lãng phí bao nhiêu thuốc cực phẩm? Vậy cũng không đến 20.000 được. Nhất hoa nhất thế giới giận dữ, cực phẩm huyết dược có quý giá hơn nữa. Cùng lắm cũng chỉ có 50 bạc một chai thôi, còn cách con số 20.000 này xa đến tích tắp. Vô kỵ nói, ha ha, hơn nửa tiền đi lại của chúng ta, phí tổn thất tinh thần, phí trợ cấp năm mới vân vân. Như vậy đi, bớt cho người, 15.000, đây đã là giới hạn của chúng ta, nếu người vẫn còn không bằng lòng, vậy chúng ta cũng không cần bàn bạc thêm nữa. Nhìn thấy lời nói của vô kỵ, nhất hoa nhất thế giới tức đến nổ phổi, phí tổn thất tinh thần. Các ngươi toàn chân giáo tổng cộng chết có hai người, bản thân ông đây còn chết đến bốn lần, tiền đi lại có thể đáng mấy đồng chứ? Lại còn phí trợ cấp năm mới mẹ nó là cái quỷ gì hả? A à, hoa này! Thái độ này của ngươi cũng không giống đang nói chuyện, ta nói cho ngươi biết, trên tay chúng ta cũng không nhàn rỗi đâu, lúc này thủy tinh trụ sở công hội của các ngươi sắp nổ đến nơi rồi. Đừng 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 đừng! Vừa nghe vô kỵ nói như thế, nhất hoa nhất thế giới sợ đến mức hồn cũng bay mất, 15.000 thì 15.000, miễn là ngươi không đập vỡ thủy tinh của chúng ta, ngày mai ta sẽ gom đến cho ngươi. Vô kỵ ha ha cười nói, ngày mai. Công hội các ngươi lớn như vậy, đừng nói ngay cả chút tiền ấy mà cũng không gom đủ chứ, ngộ nhỡ sau khi chúng ta bỏ qua rồi, các ngươi lật mặt thì làm sao bây giờ? 10 phút đồng hồ. Cho ngươi thời gian 10 phút đồng hồ, nếu không chúng ta sẽ phá hủy. Được được, ta đây lập tức đi gom. Giây phút sống còn, nhất hoa nhất thế giới vội vàng chịu thua. 15.000 vàng mà thôi, tổng số người của thiên đường cực lạc đã sắp xỉ 3.000 người, chẳng qua một người năm vàng mà thôi, không lâu sau, nhất hoa nhất thế giới đã gom đủ 15.000 vàng. Nhìn vàng trong tay, nhất hoa nhất thế giới thật đau lòng. Đây chính là mồ hôi nước mắt của nhân dân đó. Sau khi gom đủ vàng, trước tiên nhất hoa nhất thế giới gửi tin nhắn cho vô kỵ. Vô kỵ không hoang mang chút nào nói, cái này sẽ có người đến lấy ngươi đợi ở khu hồi sinh là được vô kỵ vừa dứt lời vương vũ mở hai tay ra từ trên đầu tường nhảy xuống nhất hoa nhất thế giới lau mồ hôi thầm nói may mà mình còn chưa đi ra ngoài thằng nhóc này quả nhiên không đăng xuất vẫn luôn ở đây đợi mình sau khi vương vũ nhảy vào khi hồi sinh đám người chơi của thiên đường cực lạc theo bản năng lui về sau một bước không còn cách nào khác lực uy hiếp của vương vũ quá mạnh hễ là ai từng giao đấu với hắn trong lòng đều sẽ bị ám ảnh. Đưa đây đi. Vương Vũ Vương tay nói với Nhất Hoa Nhất Thế Giới. Nhất Hoa Nhất Thế Giới mặt đầy nước mắt. Đưa túi sách đựng tiền cho Vương Vũ, cùng lúc đó trong lòng thầm nghĩ, mẹ, sau khi ông đây quay lại, sẽ khởi động công hội chiến với các ngươi, nghiền nát các ngươi. Lúc này Vô Kỵ lại gửi một tin nhắn đến nói, A Hoa, tuyệt đối không nên nghĩ đến chuyện báo thù, nếu như ta nói có chúng ta ở đây, mấy người các ngươi tuyệt đối không đánh được trụ sở của chúng ta, có lẽ ngươi sẽ không tin, nhưng có một chuyện ta muốn nói cho rõ, người trước mặt ngươi là ông chủ của tung hoành thiên hạ đấy. Hả? Nhất hoa nhất thế giới lập tức giật mình, tung hoành thiên hạ, đây chính là công hội mấy vạn người. Nếu họ dám tự xưng là đứng thứ hai, trọng sinh, tuyệt đối sẽ không có ai dám xưng thứ nhất, nếu quả thật là như vậy, đây chẳng phải chọc tổ ông vào vẻ sao. Nghĩ đến đây, Nhất Hoa Nhất Thế giới hồn vía lên mây hỏi Vương Vũ, không biết lão đại yêu nghiệt là thế nào với ngươi? Em trai của ta. Vương Vũ thản nhiên nói, em trai ruột. Đồng thời Vương Vũ vẫn còn mờ mịt, sao lại nhắc đến tung hoành thiên hạ vậy? Nhất Hoa Nhất Thế giới buồn bực nghĩ thầm chỉ muốn đập đầu vào tường, sao lại gặp phải tên nghiệt xúc này rồi. Ngưu thần, tiền đã lấy được, vô kỵ lão đại nên thu tay lại thôi. Nhất Hoa Nhất Thế giới hỏi Vương Vũ thu tay lại rồi. Vương Vũ gật đầu. Vậy chúng ta rút lui. Nhất hoa nhất thế giới sợ hãi nhìn Vương Vũ, trong lòng còn đầy vẻ lo lắng. Vương Vũ không nhìn được phất tay nói, đi đi, đi đi, về nhà ăn Tết đi. Ê! Nhất hoa nhất thế giới sửng sốt một lát, không còn chút sức lực nào tuyên bố mệnh lệnh giải tán trong kênh công hội. Vương Vũ bên này còn đang chất vấn vô kỵ, các ngươi vậy mà lén đến trụ sở của người ta sao? hả có gì không được ngươi không sợ họ đến đánh lại chúng ta sao tỷ lệ có hiểu hay không hả liều mạng thì một mất một còn thôi vô kỵ thản nhiên nói hơn nữa không phải hắn ta không đánh lại chúng ta sao ngộ nhỡ vẫn đánh thì sao vương vũ có chút sợ hãi với sự đập nồi dìm thuyền của vô kỵ vô kỵ nói ha ha một mạng đổi một mạng cái này không lỗ chút nào Chương 236, bọn ta chính là quy tắc. Đám người chơi rõ ràng là thích hóng chuyện, không chơi chuyện lớn. Khi hệ thống tuyên bố toàn chân giáo bắt đầu tấn công trụ sở công hội Thiên Đường Cực Lạc, tất cả mọi người đều hồi hộp theo dõi. Đương nhiên bọn họ không lo lắng cho vận mệnh của Thiên Đường Cực Lạc, mà chỉ đơn giản là muốn xem liệu lần này toàn chân giáo có thể tạo ra kỳ tích nữa hay không mà thôi. Nhưng tiếc thay, các vị cao thủ toàn chân giáo đã khiến bọn họ thất vọng rồi. 30 phút sau thông báo, hệ thống lại thông báo tiếp là lần trụ sở công hội chiến này toàn chân giáo đã thất bại. Điều này khiến cho đại đa số người chơi rất buồn bực, dù sao bọn họ đã quá quen với việc toàn chân giáo luôn thuận lợi trong mọi việc, lần này bọn họ đặt kỳ vọng rất cao vào toàn chân giáo. Hừ, xem ra người của toàn chân giáo cũng chỉ vậy mà thôi. Bình thường lên diễn đàn thì bốc phét kinh lắm, đến khi làm thật thì có làm gì được thiên đường cực lạc đâu. Trên diễn đàn rất nhiều người tỏ ý khinh thường toàn chân giáo bọn họ cũng không nghĩ xem mười mấy người đối đầu với mấy nghìn người đây vốn là chuyện không có tỷ lệ thắng nào huống hồ toàn chân giáo thất bại là có nguyên nhân có câu nói là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ rất nhiều hội trưởng của các công hội lớn trong game trọng sinh này hẳn là ngoài thiên đường cực lạc ra thì bọn họ là những người chú ý tới chuyện này nhất mười mấy người đối đầu chính diện với mấy nghìn người hành động phát rồ này không phải là chưa từng có trong lịch sử game online bao giờ nhưng tất cả đều là hành vi lao đầu vào chỗ chết không hề có ngoại lệ nhưng toàn chân giáo làm như vậy lại tác động vào tâm lý của hội trưởng các công hội lớn trên toàn trung quốc toàn chân giáo này từ khi game mở server tới nay bọn họ chưa chịu yên tĩnh lấy dù chỉ một ngày thường lại gây ra những chuyện động trời nhưng chỉ vậy thì không nói con mẹ nó chứ bọn họ còn chuyên chọc ra những chuyện không thể tưởng tượng được, đáng sợ hơn là bọn họ lại chưa từng thất bại bao giờ. Toàn chân giáo chính người như vậy khiến những hội trưởng các công hội lớn sợ hết hồn, toát mồ hôi lạnh. Nên biết rằng lời phỏng đoán về việc toàn chân giáo từng làm sụp đổ công hội đứng đầu cả nước Tam Sát trang lưu truyền rất rộng khắp trong đám cấp cao của game online. Dù sao trong 10 công hội đứng đầu server Trung Quốc thì có tới hai công hội được gây dựng lại sau khi tam sát trang sụp đổ. Bọn họ vẫn có quyền lên tiếng. Tuy nói rằng lúc đó tam sát trang lục đục nội bộ, làm cho người của toàn chân giáo chui chỗ trống, nhưng sáu người đối đầu với mấy vạn người thì dù thế nào đây vẫn là một chiến dịch lớn xưa nay chưa từng. Cho nên nghe nói toàn chân giáo tấn công thiên đường cực lạc, những hội trưởng các công hội lớn thật sự cho rằng đám người kia lại có thể tạo nên kỳ tích nhưng khi nghe nói là toàn chân giáo đã thất bại đám hội trưởng mới thở phào nhẹ nhõm trái tim treo cao đầy lo lắng mới trở lại vị trí cũ xem ra khi bị chèn ép về nhân số tuyệt đối kể cả biến số như toàn chân giáo cũng không làm được gì thiên đường cực lạc vốn biết chân tướng thì không hề lạc quan như vậy chuyện mất mặt thế này bọn họ chắc chắn sẽ không tự mình kể ra ngoài nhưng tình cảnh mà bọn họ đang phải đối mặt lúc này cũng rất nguy hiểm bọn họ không lăn lộn được ở cái thành dư huy này nữa có toàn chân giáo ở đây thiên đường cực lạc có nhiều người hơn nữa thì cũng là cháu chắc bọn họ không có cái khí phách dám làm kẻ bề dưới như liên minh huyết sắc vả lại lúc này hậu phương của thiên đường cực lạc trống rỗng đây không phải bí mật gì ở thành phạm la toàn chân giáo lùi rồi nhưng chưa chắc các công hội khác sẽ không nhắm tới thiên đường cực lạc nhất hoa nhất thế giới và các thành viên chủ chốt của công hội bàn bạc thôi cái thành thị rách này làm cho bọn họ đau lòng, về nhà luôn thôi. Vì vậy mấy nghìn đại quân của thiên đường cực lạc chậm rãi lên đường quay về quê hương. Đám người chơi thành dư huy đều bùi ngùi, không thể ngờ được bọn họ cũng nhìn thấy hành hương trong game online. Lúc đến gần bến tàu, người chơi bên thiên đường cực lạc gặp phải đám người bên toàn chân giáo. Người chơi bên thiên đường cực lạc cúi gầm xuống, lòng rất muốn tiêu diệt hết cái đám vô sĩ này nhưng lại e ngại mệnh lệnh của nhất hoa nhất thế giới nên không ai dám ra tay khi đám người toàn chân giáo ngông nghênh đi tới phía sau cùng của hàng ngũ thiên đường cực lạc nụ cười trên khuôn mặt bắc minh hữu ngư đột nhiên cứng ngắc lại những người khác nhìn theo ánh mắt của bắc minh hữu ngư chỉ thấy một cô gái đi bên cạnh như ta nghe thấy đồng thời cũng đang nhìn bắc minh hữu ngư sắc mặt cô gái kia hết sức phức tạp điều này cũng đúng thôi cô ta vốn tưởng thiên đường cực lạc là một công hội lớn đi theo như ta nghe thấy là có thể ăn ngon mặc đẹp, ai ngờ Bắc minh hữu ngư này lại bị đám toàn chân giáo xấu xa bị ổi nhìn trúng. Sau đó lại khiến cho thiên đường cực lạc một phen xấu mặt. Ây da, có trò hay để xem rồi. Minh Đô cười tủm tỉm nói, ngươi đoán xem con nhỏ kia nghĩ gì trong lòng. Ta nghĩ là cô ta chắc đang hối hận lắm. Rất muốn nhào tới ngay tại đây luôn. Ký ngạo trả lời. Đã bảo ngươi còn trẻ tuổi quá mà, chắc chắn cô ta đang nghĩ là mọi chuyện đều là lỗi của toàn chân giáo, thế mà lại để tên kém cỏi lão ngư này vùng dậy. Xuân Tường hớn hở nói. Mẹ nó, không thể nào, chẳng lẽ cô ta lại vô sĩ như thế sao? Doãn lão nhị kinh ngạc hỏi lại. Xuân Tường tỏ ra cao thâm, đây không phải là vô sĩ, đây phải gọi là đàn bà. Ở trong tâm lý của đàn bà, làm sao bọn họ có thể sai cho được? Hừ các cô gái bên toàn chân giáo hừ lạnh một tiếng, lường nguyết Xuân Tường, làm cho Xuân Tường sợ tới mức nhanh chóng ngậm miệng lại. Nhìn đủ chưa? Muốn báo thù thì lên, không lát nữa người ta lại chạy mất. Bao tam đi tới, vỗ bả vai Bắc Minh Hữu Ngư. Được không? Bắc Minh Hữu Ngư hết sức kinh ngạc, đã đình chiến rồi mà lại còn chủ động khiêu khích, người của toàn chân giáo kiêu ngạo như vậy sao? Vô kỵ cười tủm tỉm đáp, chỉ cần không giết nhất hoa nhất thế giới thì chẳng ai quan tâm. Bắc Minh Hữu Ngư thở dài, chuyện này thì thôi. Dù sao, Bắc Minh Hữu Ngư còn chưa kịp nói hết. Dương Na đã xông lên, giơ nỏ bắn thẳng vào mặt cô gái kia, giết cô ta trong giây lát. Như ta nghe thấy biến sắc, vừa định phản đòn thì Dương Na tung một đòn đá lên bụng như ta nghe thấy. Gã không người xuống, Dương Na giơ nỏ lên bắn thẳng vào đầu như ta nghe thấy, trực tiếp tiễn gã về địa ngục giết hai người xong trong cái nhìn đầy khiếp sợ và phẫn nộ của đám người thiên đường cực lạc dương na rút lui sau đó quăng cho bắc minh hữu ngư một ánh mắt khinh thường lề mà lề mệ không giống đàn ông thảo nào mới thảm tới mức này mọi người bên toàn chân giáo lúc này nhất hoa nhất thế giới nhận được tin vội vàng chạy tới trận mắt trừng vô kỵ vô kỵ giáo chủ không phải chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi sao Người dung túng thuộc hạ làm như vậy rốt cuộc là có ý gì? Vô kỵ cười hì hì đáp, ân oán cá nhân giữa đám thuộc hạ, lão đại như chúng ta đừng nhúng tay vào thì tốt hơn. Hừ, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Nhất hoa nhất thế giới rút trường kiếm ra, bày sẵn tư thế là nếu một lời không hợp thì sẵn sàng chiến một ván. Khinh người? Ai khinh người? Bỗng nhiên một giọng nói truyền tới từ cách đó không xa, nhất hoa nhất thế giới sợ tới mức suýt thì quỳ rạp xuống đất đại thần thiết ngưu chúng ta đã đánh xong rồi người của toàn chân giáo các ngươi lại ra tay giết người có phải là không đúng với quy tắc không nhất hoa nhất thế giới hỏi nhỏ nhẹ có ý gì không đúng với quy tắc mấy chữ này đã hoàn toàn thể hiện rõ thái độ của nhất hoa nhất thế giới đối với vô kỵ và vương vũ với vô kỵ thì nhất hoa nhất thế giới rất không phục nhưng với vương vũ thì lại chỉ dùng hai chữ quy tắc để nói chuyện phục hay không thì còn cần giải thích hả Vương Vũ tươi cười đi tới bên cạnh Mục Tử Tiên, ông bả vai cô rồi cười tủm tỉm hỏi vô kỵ, quy tắc. Có quy tắc này sao? Chúng ta chính là quy tắc. Vô kỵ dõng dạng tuyên bố. Chương 237, điểm tích lũy hoạt động. Được. Ta nhớ ngươi rồi đấy. Nhất hoa nhất thế giới trừng vô kỵ một cái, cất kiếm rồi quay người bước đi. Bắc Minh Hữu Ngư và bốn người Lý Tuyết thì lo lắng ra mặt, còn những người khác lại chẳng thèm để ý, vô kỵ đại ca, nhất hoa nhất thế giới không phải kẻ tốt lành gì. Bắc Minh Hữu Ngư lòng sầu muộn, quay sang nói với vô kỵ. Vô kỵ biểu môi, thảo nào đám con gái lại chẳng thèm để ý tới ngươi, chơi game đương nhiên thích thế nào thì chơi thế đó, có phải là thực sự giết người đâu, ngươi sợ cái quái gì? Ngộ nhỡ bọn họ trả thù thì sao? Minh Đô ở bên cạnh nói xen vào, đánh thắng được thì đánh. Đánh không lại thì bỏ chạy, nếu thật sự đánh không lại thì nghỉ game chứ sao? Có cái quái gì? Bọn ta chơi game, có trò nào là không bị người ta đuổi giết khắp thế giới đâu, quen là thấy bình thường ngay ấy mà. Bắc Minh Hữu Ngư Tư duy của đám người này, một người chơi kiếm tiền bình thường như hắn ta quả thực không thể hiểu được. Xuân Tường nói, được rồi, được rồi, năm mới năm me đừng nói mấy chuyện mất hứng như thế, nói cái gì may mắn tí. Ký ngạo vui vẻ nói, chuyện may mắn hở. Đương nhiên là chia tiền rồi. Trong đội ngũ của thiên đường cực lạc, sắc mặt nhất hoa nhất thế giới xa sầm, Tối tâm tới cực độ. Y chơi nhiều game online như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy ngột ngạc như thế này, cho dù đối mặt với các công hội lớn, nhất hoa nhất thế giới luôn ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, không thể ngờ được lại có ngày y mất mặt với một đám vô lại. Dù sao bọn họ đã trở lại rồi, có cần chúng ta giết chết bọn chúng bây giờ không? Như ta nghe thấy hỏi. Nhất Hoa nhất thế giới đáp lại, thôi bỏ đi. Mấy tên này sớm muộn gì cũng có ngày gặp xui, nhưng không phải hiện tại. Chẳng lẽ cứ phải nuốt xui cơn tức này sao? Đành chịu thôi. Nếu chỉ là mấy tên vô lại kia thì không sao nhưng tên võ sư kia thì không dễ chọc chút nào nhất hoa nhất thế giới rất là bất đắc dĩ theo như những gì xuân tường nói trong tâm trí của phụ nữ thì bọn họ luôn vĩnh viễn đúng ví dụ như huyết sắc hồng hoa vì cô ta làm ra chuyện lớn như vậy nhưng cô ta không những không hối lỗi mà lại còn nghĩ một cách nhỏ nhen rằng đây là do liên minh huyết sắc và toàn chân giáo liên hợp lại bắt nạt cô ta vì vậy trong cơn giận dữ huyết sắc hồng hoa rời khỏi công hội lại còn cho tất cả bạn bè vào sổ đen một mình chuyển tới thành thị khác tuy huyết sắc tường vi lề mề nhưng không phải kẻ ngu ngốc lúc này cô ta cũng hiểu rõ tiền căn hậu quả của câu chuyện chung quy chuyện này là do huyết sắc hồng hoa gây ra lại e ngại thanh danh xấu của đám toàn chân giáo nên huyết sắc chiến kỳ cũng không dám dây vào bọn họ huyết sắc tường vi lại càng không thể làm gì nhưng cô gái này cũng nghĩ thông rồi từ khi cô ta làm hội trưởng tới nay không có chuyện nào là được như ý muốn ví dụ như bốn người lý tuyết hay như chuyện nhằm vào toàn chân giáo game chỉ là để giải trí để tiêu khiển còn biến nó thành trách nhiệm thì đúng là tự làm khổ mình công hội chó má gì chứ kể từ khi trường thương và hoa hồng giải tán huyết sắc tường vi có tiếp tục chơi công hội thì cũng không thấy vui vẻ gì nữa xem ra chuyện ngươi lừa ta gạt này thật sự không phù hợp với người như cô ta khi đã nghĩ rõ điểm này Huyết sắc tường vi truyền chức hội trưởng luôn cho huyết sắc đổ quyên, sau đó lặng lẽ rời khỏi công hội, ngay cả huyết sắc chiến kỳ cũng không biết cô ta đi đâu. Trong phòng nghị sự ở lãnh địa công hội của toàn chân giáo, 15 người toàn chân giáo đang súng lại bên chiếc bàn chia chác của cải. Trên bàn là một đống túi tiền đỏ rực, vì đã sang xuân nên hệ thống thiết kế túi tiền thành bao lì xì màu đỏ có in hình chữ phúc. Vô kỵ lần lượt luận công ban thưởng. Xuân tường, ký ngạo, đạo tuyết và lão ngưu có công cứu ta, một người một nghìn. Lão nhị, lão lý, và bao tam bị sợ hãi, phí tổn thất tinh thần cho mỗi người là một nghìn. Ta và tình tuyết cô nương mỗi người chết một lần, phí bồi thường là mỗi người một nghìn. Cứ như thế, vô kỵ vừa nêu công trạng vừa chia tiền cho mọi người, mười lăm nghìn vàng vừa đủ cho mỗi người được một nghìn. Minh Đô khinh Bỉ, mở, chia đều hết ra luôn không phải là xong sao, lại còn phải nói mấy cái giả dối này làm gì? Vô kỵ nói, khác chứ, nói ra như vậy thì mới khiến mọi người biết rõ trách nhiệm của mình là gì. Lý Tuyết có chút ngại ngùng, bọn mùi chẳng làm gì cả, một người một nghìn thế này có phải hơi nhiều không? Không nhiều chút nào. Vô kỵ còn chưa kịp lên tiếng, bao tam đã nói trước. Lần này may có dược tề của các nàng. Không thì chúng ta chắc chắn không chống đỡ được rồi. Bao Tam nói với vẻ hãy còn sợ hãi. Đúng thế, đúng thế. Minh Đô Hồ Theo, ôi, bây giờ nhớ lại, thật sự còn chẳng bằng chết, ba người chúng ta sử dụng 30 bộ dược tệ, mỗi bộ là 6 cái. Ôi, lãng phí quá đi thôi. Ta. Thấy mọi người tỏ ra ủng hộ bốn người mình như vậy, Lý Tuyết cảm thấy mũi nhức nhức. Lý Tuyết không phải người ngu, cô đương nhiên biết dược tệ có đắt đỏ đến mấy cũng không đáng cái giá 4.000 vàng đám người toàn chân giáo này tuy xấu xa tới mức như đám cặn bã nhưng xưa nay chưa từng bạc đãi người nhà bao giờ nhớ ngày đó bốn người lý tuyết còn ở trong công hội lớn làm gì cảm nhận được tình cảm ấm áp như thế này tiểu tuyết cứ cầm đi mục tử tiên cười nói chị chỉ mở một cửa không phải là cũng được chia cho một nghìn vàng sao em thấy chị có từ chối đâu nào có nào có ngưu tẩu mà không mở cửa là chúng ta bị giết chết hết rồi Lúc ngư huynh không ở nhà. Ở cùng một phòng với ngư tẩu bọn ta rất là vui vẻ. Đám gia súc cười nói đầy đáng khinh. Chi tiền xong thì đã là 2 giờ đêm, mọi người hàng huyên tán gẫu vài câu rồi đều thoát game. Vương Vũ không có thói quen thức đêm, đang suốt muộn như vậy nên hắn ngủ thẳng tới giữa trưa hôm sau. Sau khi vào game, hắn thấy tất cả người của toàn chân giáo đều ngồi trong phòng nghị sự, không ai vắng mặt. Các người cũng vừa vào game à. Vương Vũ Kỳ quái hỏi. Ngươi còn biết online, bọn ta suýt thì điện thoại gọi ngươi rồi. Minh Đô kêu ầm lên. Chuyện gì thế? Các ngươi lại bị ai đuổi giết nữa rồi à? Vương Vũ hỏi. Đám người này bẩm sinh có khiếu gây chuyện, bị người ta đuổi giết mấy ngày liền cũng không có gì phải ngạc nhiên. Bao Tam nói, sắp phát phần thưởng hoạt động rồi. Nghe nói top 10 sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. À, Lúc này Vương Vũ mới nhớ ra mùng một Tết là ngày kết thúc hoạt động. Mấy ngày nay Vương Vũ bận rộn rất nhiều chuyện, tới mức sắp quên chuyện về hoạt động Tết này. Chúng ta có cày hoạt động mấy đâu, theo lý mà nói thì top 10 không có chúng ta mới đúng. Vương Vũ lẩm bẩm. Ha ha. Xuân Tường cười nói, thiết ngưu hiền đệ, ngươi được bao nhiêu điểm? 40.634, Vương Vũ nhìn cục nhiệm vụ rồi trả lời. Xuân Tường nói, tổng cộng có bao nhiêu con niên thú hình như mỗi một thành chính có bảy con vương vũ ngẫm nghĩ vậy chẳng phải rồi sao xuân tường nhún vai trong thời gian bê ta toàn bộ trò chơi chỉ có cả thảy hơn nghìn người mỗi một thành chính có bảy con niên thú như vậy ba trăm thành chính là có hai nghìn một trăm con niên thú rồi trước khi thông tin về tác dụng của pháo trúc lan rộng người chơi bình thường hoàn toàn không giết được niên thú các công hội lớn cũng phải dựa vào chiến thuật biển người để rỉ dần, cho nên số điểm tích lũy chia đều ra là rất ít. Sau đó, tác dụng của pháo trúc được công bố trên diễn đàn. Số người tìm niên thú bốt càng ngày càng nhiều, như vậy số điểm tích lũy lại càng ít đi. Với người chơi khác mà nói, 40.000 điểm đã là một con số khổng lồ. Chương 238, Phần thưởng hoạt động Người có điểm tích lũy trên 40.000 ở toàn chân giáo này thì chỉ có 8 người vương vũ, còn mấy người lý tuyết thì đi theo mọi người hưởng ké được 10.000 điểm đã coi như là không tệ rồi. Dương Na vào chơi hơi muộn, lại nhiều nhiệm vụ, cho nên không giết nhiều niên thú, chỉ có mấy trăm điểm mà thôi. Bắc Minh Hữu Ngư thì còn thảm hơn, không điểm. Mấy ngày này hắn ta toàn bị truy sát. Còn Mục Tử Tiên thì thôi khỏi cần nhắc đến, cô là kỵ sĩ, kỹ thuật thì kém, thằng cấp toàn được đồng đội kéo, cho dù có cơ hội đánh niên thú thì cũng không ai dẫn cô theo. Bây giờ là 11, 50, từ giờ đến lúc hoạt động kết thúc thì còn 10 phút nữa. Những người chơi khác nhân lúc hoạt động chưa chấm dứt, thật muốn giết thêm mấy con quái nữa. Những người nhẫn nhơ thư thái ngồi chờ tin, ngoài đám người có điểm số cao tới đáng sợ bên toàn chân giáo này ra, thì chỉ có bác minh hữu ngư, kẻ chẳng có lấy một điểm nào này. 12 giờ trưa đến, Hoạt động kết thúc. Hệ thống nhắc nhở bắt đầu tính toán điểm tích lũy, sẽ phát phần thưởng trong vòng 10 phút, yêu cầu các người chơi dọn dẹp túi, vân vân. Sau khi điểm tích lũy được tính toán xong, ba người đứng đầu là Minh Đô, Vô Kỵ và Xuân Tường. Mấy ngày nay hầu hết thời gian Vương Vũ đều dành để làm nhiệm vụ, vì đánh quái không nhận được kinh nghiệm nên hắn không đi cày cấp, nên hắn chỉ đứng thứ 8. Chuyện Vô Kỵ đứng top 3 khiến Vương Vũ cảm thấy rất bất ngờ. Xuân Tường vừa có thể khống chế và phóng độc diện rộng, Minh Đô thì sát thương cao, hai người này nằm trong top 3 thì không nói, một tên có sát thương thấp như vô kỵ lại có thể đứng top 3, điều này thật đúng là khiến người ta phải suy nghĩ. Đằng sau là huyết sắc chiến kỳ và 2012. Mấy người lý tuyết thì oan nhất, cũng là hơn 10.000 điểm tích lũy mà lại xếp ở ngoài top 10. Đến cuối cùng, Mọi người ngạc nhiên nhận ra từ thứ hạng đứng đầu tới thứ hạng thứ 14 đều là người chơi thành dư huy cả, bởi vì ngoại trừ 14 người đứng đầu này ra, người đứng thứ 15 chỉ có mấy nghìn điểm tích lũy mà thôi. Đành chịu, Niên thú nghe thấy tiếng pháo trúc là bị sợ hãi, chạy loạn khắp nơi, cho nên dù có tìm được nhược điểm của Niên thú, phải nói là cả trò chơi này cũng không tìm ra đội ngũ nào giống đám người toàn chân giáo, chỉ có mười mấy người mà lại có thể chặn giết được Niên thú. Vô kỵ tài ghê chắc là tung đòn kết liễu không ít lượt. Ngươi được thưởng cái gì? Minh Đô hỏi vô kỵ. Trong game trọng sinh này, không cùng đội ngũ đánh quái, đòn kết liễu cuối cùng sẽ được thưởng 50%. Vô kỵ là loại cao thủ kỹ thuật, đương nhiên tung đòn kết liễu là quá thoải mái. Về phần lý do tại sao người chơi khác không giết hắn ta, ở mảnh đất thành dư huy này, ai lại sẵn sàng vì chút xíu điểm và kinh nghiệm kia mà đi đắc tội tên thủ lĩnh của đám khốn nạn kia? một cái nhiệm vụ xui cả nải. Vô kỳ biểu môi, hỏi Minh Đô, còn ngươi? Cũng là nhiệm vụ, hình như là nhiệm vụ nghề nghiệp ẩn. Minh Đô bày nhiệm vụ ra cho mọi người xem. Nhiệm vụ bí mật của không gian, cấp B, tới thành lôi bạo tìm học trò gen nét của Đại Pháp Sư Reno hắn ta sẽ cung cấp cho bạn vài hướng dẫn. Phần thưởng nhiệm vụ, nghề nghiệp ẩn, Pháp Sư phục hợp. Xuân Tường vừa thấy nhiệm vụ này bèn cười nói, nghề nghiệp ẩn cái chó ấy, đây là nghề nghiệp nhánh ẩn mà thôi. Của lão phu mới là nghề nghiệp ẩn này. Dứt lời, Xuân Tường móc một tấm lệnh bài đen xì như mực ra. Nhìn thấy lệnh bài này, Vương Vũ và Dương Na không khỏi kêu lên, lệnh bài chuyển chức. Trọng sinh là một trò chơi có độ tự do rất cao, NPC trí năng ở khắp mọi nơi, kỳ thật có không ít nghề nghiệp ẩn. Chỉ cần người chơi chịu khó mày mò không chừng có thể làm ra một nghề nghiệp ẩn từ trong tay npc trí năng nào đó ví dụ như luyện kim sư của lý tuyết tinh luyện sư của vương vũ chẳng hạn những nghề nghiệp đó đều là nghề nghiệp sinh hoạt ẩn nghề nghiệp pháp sư hệ không gian kia của minh đô thì thuộc về nghề nghiệp nhánh ẩn chính là dựa trên cơ sở các nghề nghiệp khác rồi diễn sinh ra một số nhánh đặc thù ví dụ như ám thích khách trọng cung thủ cùng chiến sĩ những nghề nghiệp này vốn có cây kỹ năng của chức nghiệp gốc từ đó phân tách ra cây kỹ năng riêng biệt của bản thân rất đặc biệt chỉ cần tìm được điểm đột phá là rất nhiều người đều có thể chuyển chức ở trong tất cả các loại nghề nghiệp ẩn hiếm có nhất chính là bảy nghề nghiệp ẩn mang tính duy nhất kia trong bảy nghề nghiệp ẩn này ngoài võ học gia ra sáu nghề nghiệp ẩn khác đều do bảy vị anh hùng tự mình làm thầy hướng dẫn cho nên chúng cũng được gọi là nghề nghiệp anh hùng mà bảy nghề nghiệp anh hùng này có chung đặc điểm là cần lệnh bài chuyển chức Vương Vũ và Dương Na đều có nghề nghiệp anh hùng, đương nhiên liếc mắt là nhận ra lệnh bài này ngay. Không sai. Xuân Tường gật đầu. Bày thuộc tính của lệnh bài ra. Lệnh bài chuyển chức của người tu hành, vật phẩm hiếm, mang nó tới thành thánh quan, đại hiền giả rui sẽ nói cho bạn biết bước tiếp theo nên làm thế nào. Ôi đệt! Minh Đô lập tức nóng nảy, thật không công bằng, rõ ràng ta đứng thứ nhất, sao phần thưởng của ta lại không bằng ngươi? vương vũ nói nhiệm vụ kia của ngươi là cấp b với thực lực của ngươi chắc chắn là có thể hoàn thành thoải mái còn nhiệm vụ của xuân huynh chí ít cũng phải cấp a liệu hắn có hoàn thành được hay không thì chưa biết chắc vả lại thăng cấp và chuyển chức của nghề nghiệp anh hùng rất bảy người nói tóm lại coi như ngươi lời rồi ôi tuy nói như thế nhưng nghề nghiệp anh hùng chỉ có một mà thôi lão ngưu của ngươi là gì Minh Đô buồn bực hỏi Vương Vũ. Ta cũng không biết là gì nữa. Vương Vũ cũng buồn bực trả lời, sau đó giơ một cuốn sách kỹ năng ra. Lắp ráp, kỹ năng hiếm, cần kỹ năng, công trình học sơ cấp. Minh Đô thật sự cạn lời, lòng thấy cân bằng hơn rất nhiều, bèn vỗ vai Vương Vũ, xin hãy nén bi thương, hệ thống luôn đốn mặt thế đó. Luôn thích đưa cho người ta những cái mà chẳng ai biết là gì. Minh đô chí ít còn may mắn nhận được một nhiệm vụ nghề nghiệp ẩn mà người người hâm mộ. Còn Vương Vũ thì đúng là bị chơi đẻo. Danh kiếm Đạo Tuyết cũng nhận được một kỹ năng, tên là nhị đoạn tìm hành. Sau khi ra khỏi trạng thái tìm hành thì không bị giới hạn bởi thời gian hồi kỹ năng, có thể bật tìm hành lần thứ hai, thời gian hồi kỹ năng cộng dồn. Đây là một kỹ năng rất thực dụng. Kỹ năng của Doãn Lão nhị tên là tường khiên cường hóa là bản cường hóa của tường khiên của chiến sĩ khiên thuận cấp 20, tăng 100% phòng ngự. Phần thưởng của bao tam là một món trang sức đặc biệt tên là trái tim chiến đấu, tăng điểm nộ khí và thời gian phóng toàn phong trảm. Ký ngạo thì lúc nào cũng xui xẻo, lần này lại hết sức may mắn, cậu ta nhận được một mảnh vỡ vũ khí, chính là mảnh vỡ của tuyệt vọng chi thứ. Nghe nói ký ngạo đã rao mua mảnh vỡ này trên khu gửi bán, hơn nữa còn mua được một miếng, này ký ngạo đã có sẵn bốn mảnh trong tay xem ra cậu nhóc này sắp sưu tập đủ tuyệt vọng chi thứ rồi sau khi phát xong phần thưởng hệ thống nhắc nhở người chơi một cách rất ấm áp là điểm tích lũy có thể mang đi đổi đồ ở chỗ thầy nghề nghiệp nhưng vật phẩm đổi được là ngẫu nhiên thuộc tính cũng bị ẩn còn sẽ đổi được cái gì thì dựa hết vào vận may của bản thân điều này làm cho đám người chơi chữ bới ầm lên mẹ nó chơi game chỉ sợ hai chữ ngẫu nhiên với cái tính đẻo giả của hệ thống thì phàm là đồ ngẫu nhiên mà đổi được thứ tốt mới là lạ. Sau khi nhận thưởng xong, mọi người đều rời khỏi phòng nghị sự. Vương Vũ cũng đi tới phố trung tâm của thành dư huy. Hắn muốn nhìn xem 40.000 điểm tích lũy này rốt cuộc có đổi được thứ gì ngon nghẻ từ tay của hệ thống không. Chương 239 Hàng rẻ có bao giờ ngon? Tự mình xem đi. Sau khi nghe mục đích của Vương Vũ khi tới đây, ẩn giả Ôn Hòa ném cho hắn một câu rồi mặc kệ Vương Vũ luôn. Vương Vũ kinh ngạc mở khung đổi đồ ra, sau đó thì cạn lời. Xem ra hắn chơi game quá ít, vẫn chưa thấy hết được chiêu trò của hệ thống. Trong khung đổi đồ này có tất cả 25 món đồ, chia làm 5 tầng, mỗi tầng 5 món, từ dưới lên trên, sắp xếp dựa theo số điểm cần đổi. Muốn đổi đồ vật ở tầng dưới cùng thì chỉ cần điểm tích lũy là một con số, lên tới tầng bên trên là 10 con số, cứ thế suy ra thì muốn đổi đồ vật ở tầng cao nhất thì phải cần chí ít 10.000 điểm. Trong 25 món đồ này, có quyển trục, có bản vẽ, có trang bị và cả sách kỹ năng với đủ mọi kiểu dáng thể loại, nhưng chúng có một điểm giống nhau, đó là mấy thứ này hoàn toàn không có thuộc tính gì cả. Còn rút phải cái gì thì đành phó thác cho số phận. Vương Vũ là người luôn hành sự ổn thỏa, đối với những chuyện mang tính chất đánh bạc, nhất là loại mà hắn không chắc chắn gì cả, xưa nay hắn thích nghe theo ý kiến của người khác. Thầy, người thấy ta nên chọn cái gì? Vương Vũ dúi mười vàng qua. Vương Vũ chơi game lâu như vậy, đã nắm rõ quy tắc cả rồi, mấy thứ như vàng rất có tác dụng với đám NPC trí năng. Nhưng mà thấp hơn 10 vàng thì người ta cũng khinh thường để ý tới ngươi. Ẩn giả ngước mắt lên, Nói có vẻ rất thâm sâu, đắt chưa chắc đã là hàng tốt, để chắc chắn không phải hàng ngon. Rất có lý. Vương Vũ gật đầu, lại hỏi tiếp, nên chọn trang bị hay chọn cái khác? Ẩn giả lại đáp, đồ vật không chia tốt xấu, chỉ xem có phù hợp hay không. Cảm ơn sư phụ. Nghe Ẩn giả nói xong, Vương Vũ lựa chọn một bản vẽ ở tầng trên cùng rồi bấm vào ô đổi. Yêu cầu của Vương Vũ về trang bị phải nói là cũng không qua cao, những cái như kỹ năng, vì bị hạn chế về nghề nghiệp, võ học gia là nghề nghiệp ẩn. Tỷ lệ kiếm được kỹ năng là quá thấp, về phần quyển trục, quy lực chắc chắn là có, nhưng đại đa số đều chỉ có một cái duy nhất, dùng một lần khiến người ta xót ruột. Mà bản vẽ thì ở trong game trọng sinh này thì chỉ giới hạn cho nghề nghiệp đoán tạo sư, cho nên Vương Vũ càng nghĩ lại càng cảm thấy bản vẽ phù hợp với mình nhất. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận được bản vẽ hiếm, trừ 20.000 điểm tích lũy hoạt động năm mới bản vẽ hiếm, nhìn thấy thông báo, Vương Vũ vui vẻ, móc bản vẽ ra khỏi túi đồ, sau đó thì sững cả người. Bản vẽ chế tác rảnh nòng súng, bản vẽ hiếm. Điều kiện sử dụng: công trình học sơ cấp. Móa nó. Vương Vũ bực tới mức suýt thì lăn quay ra. Cứ tưởng nghe theo lời ẩn giả là có thể thoải mái nhận được đồ ngon, ai ngờ lại rút được thứ rác này. Rảnh nòng súng, cái quái gì vậy? Trong bảy nghề nghiệp có thứ này sao? Vương Vũ tức sắp ngất đi tới nơi, buồn bực hỏi ẩn giả, thầy, có phải ngươi đang lừa ta không? Ta đã nói rất rõ rồi, thứ đắt chưa chắc đã là hàng ngon. Câu trả lời của ẩn giả làm cho Vương Vũ không thể phản bác được, không ngờ rút thưởng như thế mà quyền giải thích cuối cùng lại nằm ở chỗ hệ thống. Có thể đổi sang cái gì khác được không? Vương Vũ hỏi đầy đáng thương. Đây chính là 20.000 điểm tích lũy đó, đổi một vài thứ linh tinh đều tốt hơn cái này nhiều mặc dù Vương Vũ là kẻ không có yêu cầu gì cao siêu về vật ngoài thân, nhưng lúc này hắn cũng khó tránh được sót của. Điều này hả? Không hợp quy tắc. Ẩn giả có vẻ khó xử. Thế nghĩa là có thể. Mười vàng có đủ không? Trong miệng của NPC trí năng, không hợp quy tắc nghĩa là có cửa thương lượng. Vương Vũ bị lười nhiều rồi, đương nhiên nghe cái là hiểu ngay. Ẩn giả nhận vàng, nói, không đủ, phải 500 vàng mới được. Phúc Vương Vũ siết chặt nắm đấm, lửa giận hừng hực bốc lên tận trời. Ẩn giả vội nói, đừng nóng, đừng nóng, 10 vàng thì ta có thể cho ngươi một nhiệm vụ. Làm xong nhiệm vụ này, ngươi sẽ biết giá trị của món đồ này ngay. Nhiệm vụ gì vậy? Vương Vũ hỏi. Bản vẽ kia của ngươi là kết quả của nền văn minh thần lùng thời thượng cổ, là một thứ rất có giá trị. Bản vẽ này vốn đi theo bộ, nhưng khi nền văn minh thần lùn mất đi, nó đã bị chia ra làm ba, rơi vào các nơi trên lục địa, ngươi có sẵn lòng tìm chúng về không? Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ, nền văn minh đánh mất, nhiệm vụ cấp A, có nhận không? Nhận. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận nhiệm vụ, nền văn minh đánh mất. Nhiệm vụ cấp A, tìm lại bản vẽ chế tác đánh mất của tộc thần lùn. Băng đạn ma pháp 1, 1, chế tác rảnh nòng súng, 1, 1 chế tác chốt bắn, không, một. Khi đọc được gợi ý của nhiệm vụ, Vương Vũ mới hiểu hóa ra băng đạn ma pháp là để dùng cho cái này. Băng đạn, rảnh nòng súng, chốt bắn, đây là muốn làm cái quái gì vậy? Vương Vũ tò mò hỏi. Vũ khí phụ, súng ma pháp. Ẩn giả trả lời, cũng chỉ có kẻ có vẻ nghèo nàn tri thức hiện tại như Vương Vũ mới không biết rảnh nòng súng và chốt bắn dùng để làm gì. Súng. Vương Vũ có chút cạn lời, Thân là người tập võ, Vương Vũ không có hảo cảm với thứ này cho lắm. Cũng chính vì sự xuất hiện của nó mà võ học mới dần xuống dốc. Đúng, nghe nói chế tác chốt bắn nằm trong tay tộc thần luân, bây giờ tộc đàn bọn họ đang ở trong đầm lầy yêu tinh ở thành tinh linh. Ngươi có thể tới đó tìm thử xem." Ẩn giả nói với Vương Vũ. "Cảm ơn thầy." Vương Vũ ông quyền hành lễ với ẩn giả, quay người định đi. Ẩn giả cười tủm tỉm nói: đừng đi vội vậy chứ, chỗ này còn thứ tốt mà, ngươi thật sự không định lựa chọn sao. Nếu là trước kia, bị người ta lừa một lần, Vương Vũ chắc chắn sẽ không mắc mưu lần thứ hai, nhưng điểm tích lũy năm mới này chỉ có thời gian đổi trong 12 giờ. Quá thời hạn thì sẽ về không, lúc này không đổi thì còn chờ lúc nào. Vương Vũ cắn răng, đổi 20.000 điểm tích lũy cuối cùng lấy một cuốn sách kỹ năng. Mấy thứ như trang bị rồi sẽ có lúc lỗi thời, sách kỹ năng thì không như vậy, cho dù hắn không thể sử dụng, mang đi bán cũng được. Lần này hệ thống rất nghiêm túc, Vương Vũ đã không ủng 20.000 điểm tích lũy, sách kỹ năng mà hắn đổi được là một cuốn sách kỹ năng nghề nghiệp. Kim chung tráo, kỹ năng hiếm, khiến nội tức hùng mạnh trải khắp cơ thể, tạo nên một chiếc lồng phòng hộ hấp thu cấp độ ít sức mạnh ít 20% sát thương. Trong vòng 60 giây, vật phòng và ma phòng tăng 100%. Nghề nghiệp yêu cầu, võ tăng quyền pháp gia chuyển chức xong sẽ thành võ tăng kỹ năng trảo thủ vẫn mạnh như trước sau khi mặc trọng giáp thì cũng có thể làm được tên cơ cuốn kim chung tráo này là một kỹ năng thuộc loại khá cực phẩm nhưng mà bình thường vương vũ ít khi bị mục tiêu công kích được cho nên quyển sách kỹ năng này có vẻ hơi yếu trong toàn chân giáo ngoài vương vũ ra thì một võ sư khác chính là ký ngạo tuy ký ngạo cũng là võ tăng nhưng cậu ta cộng điểm chủ yếu vào nhanh nhẹn nên cũng không sử dụng tới quyển sách kỹ năng này. Vì vậy Vương Vũ cất kim chung tráo đi, dự định mang đi bán. Vương Vũ đổi xong kỹ năng thì còn 600 điểm, hắn mang đi đổi cho bằng sạch. Theo như lời ẩn giả nói, đồ rẻ chẳng có thứ gì ngon. Ba tầng dưới cùng chỉ có trang bị là có thể lựa chọn, 600 điểm đổi được ba lượt, ra ba món trang bị thanh đồng rác. Bốn điểm cuối cùng, Vương Vũ đã không ôm bất cứ hy vọng nào, hắn bấm lung tung một cái, trang bị vào trong túi tỏa ra ánh sáng màu vàng sậm